Thưa quý vị, nghề đúc chuông ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền có từ lâu đời và được duy trì phát triển cho đến nay, với nhiều sản phẩm chuông nổi tiếng cung cấp cho các đền chùa cả vùng đất Nam Bộ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại thay thế công nghệ truyền thống, nhưng nghề đúc chuông ở Long Điền không vì thế mà bị mai một và vẫn lưu giữ những nét tinh hoa độc đáo của cha ông ngày trước. Anh Trần Văn Nhàn, nghệ nhân đúc chuông đời thứ ba của cơ sở đúc chuông Trần Tam Hồng Nhàn cho biết, nghề đúc chuông truyền thống của gia đình có từ lâu, tính ra có khoảng hơn 200 năm. Thập niên 90 trở về trước là khoảng thời gian nghề đúc chuông phát triển cực thịnh. Ngoài sản phẩm chủ yếu là đúc chuông, cơ sở còn đúc cả đồ thờ, đúc tượng và đồ gia dụng. Những năm gần đây chỉ tập trung vào sản phẩm chuông. Đúc chuông ngoài yêu cầu kỹ, mỹ thuật tạo hình dáng, họa tiết, hoa văn gọi là sắc, đúc chuông còn đòi hỏi nghiêm ngặt riêng về âm thanh gọi là thanh. Tiếng chuông phải trong ngân ga, âm vang vọng trong thinh không. Đối với sản phẩm đúc khác, khiếm khuyết chỗ kính có thể bỏ qua hoặc sửa chữa được. Còn chuông đúc đòi hỏi phải hoàn hảo cả thanh và sắc. Mỗi sản phẩm được làm ra là sự kết tinh tâm huyết và tài năng của người nghệ nhân. Một người thợ giỏi phải có kinh nghiệm thành thục nhiều kỹ thuật tinh xảo, gồm tạo hình để tạo mẫu sản phẩm, tạo khuôn để đúc thành chuông đồng, kỹ thuật pha chế, nấu đồng và sót đồng. Kỹ thuật chạm khắc và bố cục hoa văn trên bề mặt sản phẩm, kỹ thuật đánh bóng. Đây là kinh nghiệm bí truyền phải trải nhiều đời, nhiều năm học hỏi và thực hành nhuần nhuyễn mới có được. Nghe kể là đời ông cố mình, nhưng mà mình chỉ biết ông nội mình truyền nghề cho mình và ông già thôi. Đến nay thì cái ngành nghề tại chỗ của bản thân của cơ sở này thì cũng làm đầy đủ, qua văn mẫu mã là đạt chuẩn, ổn định. Nói về ngành nghề, công đoạn mà khi ra thành phẩm một cái chuông mà để về chùa thì nó một cái công đoạn nó một tháng. Mà trong công đoạn một tháng đó thì nó nhiều cái, nó tới 10 cái công đoạn. Ví dụ như một cái hoa văn này thì mình đóng vô thì cái kích thước của cái chỉ mình kéo mỗi cái chuông nó khác. Thì mình mới tạo một cái hoa văn ở ngoài riêng, rồi mình nặng nó ra rồi mình mới đóng nó vào, chôn nó vào. Còn thí ví dụ như cho chữ nghĩa của một cái đây là một cái chữ thánh. Thì mình phải làm một cái chữ thánh ở ngoài riêng, rồi mình nặng rồi mình chôn vô. Cái cuộc sống bây giờ nó làm nó thay đổi, cái hiện đại quá thì bây giờ mình vẫn ngành nghề vẫn đúc đồng theo cha ông, nhưng mà nó có hiện đại quá về củi lửa nó bớt đi, nó xài qua máy móc. Thì bây giờ quan trọng là mình cái ngành nghề của mình thay đổi theo cái thị hiếu của thị trường thì mình ổn định thôi, chứ không có gì mai một. Tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc đại đồng chung màu vàng đồng, ống ánh với những hình hoa văn đôi rồng uốn lượn, câu chữ trên thân chuông, mới thấy hết cái tài của người nghệ nhân. Bố cục hoa văn được sắp xếp chặt chẽ, hài hòa, sống động chân thực đến từng chi tiết. Trước khi xuất xưởng, nghệ nhân còn cầm chiếc dồ bằng gỗ, gõ thử vào núm chuông để cảm nhận những âm thanh trầm ấm vang xa trong không gian. Hiện nay, cơ sở đúc chuông ở Long Điền đã không còn nhiều như trước nữa, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vẫn còn những lớp thợ kế tục nghề với quyết tâm lưu giữ những giá trị tinh hoa nghề truyền thống các bậc tiền nhân để lại. Tôi đây làm theo người cũng được 4 năm. Kể từ ngày mà vô làm với anh Nhàn tới nay là anh cũng chỉ dẫn tận tình. Học như cái nghề này nó là làm đủ thứ hết. Môn này môn kia đóng xong sườn hay là thét hay là luốc ráp thao gì đó làm đầy đủ hết. Còn về bên mà nghề thì tiền thì cũng ổn định, một tháng cũng thu nhập được vài triệu. Anh em mình cũng làm vui vẻ hòa đồng với nhau, người môn người nấu đồng, người đốt lửa, người đốt thau, nó làm đủ loại hết đó. Còn bên cái chuyện ngành mà nói về mà theo nghề chắc có thể là sau này có thể là cũng theo lâu dài luôn, nó tại học hỏi thêm mình mỗi càng ngày càng lớn lên cái ngành nghề của mình nữa. Qua nhiều thế hệ, nghề đúc chuông ở Long Điền vẫn được duy trì, cộng thêm sự sáng tạo khéo léo tinh tế của những nghệ nhân tài hoa. Sản phẩm của làng nghề vừa giữ được những nét đặc trưng truyền thống, vừa mang những nét sáng tạo phù hợp với cuộc sống hiện tại.